Đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình và đưa ra các phương án ứng phó. Các chuyên gia y tế cho rằng công tác điều tra truy vết cần tiếp tục đẩy mạnh. Theo tôi, cần tiếp tục điều tra dịch tễ. Nếu rằng nó có cái mối liên quan dịch tễ, có nghĩa là gì? Cái khả năng lây truyền của cái K48 này từ K46 hoặc là có liên quan thì chắc chắn rằng nó sẽ đơn giản hơn. Còn nếu mà cái ca này như thông tin nếu chưa tìm ra được cái mối liên quan dịch tễ giữa hai ca này, tôi tạm gọi là sự lây cho nhau, thì chúng ta tiếp tục tìm có thể cái ca